Vân không chỉ đối diện với tình hình thời tiết bất thường mà người trồng hoa còn phải đối diện với các hoạt động phá hoại ngày càng gia tăng trong dịp giáp Tết này. Bằng chứng là tại tỉnh Bắc Ninh thì hàng trăm cây đào cảnh Tết ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn sắp đến kỳ thu hoạch. Song chỉ trong một đêm, bỗng chốc đã bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại cho người dân lên đến con số hàng trăm triệu đồng. Ghi nhận của các phóng viên kênh VTC16. Đây là những gì còn lại của vườn đào nhà ông Đỗ Vĩnh Niêm. Gốc đã bị đánh bật, cành đào bị chặt lung tung. Những cây đào Tết hàng triệu đồng nay sẽ không thể bán được. Tôi thì bị mất 20 cây. Tất cả những cây đào mà đã bị phá thì nói chung là hỏng hết. Mà hỏng tiếp cả năm sau đó, bởi vì mất ngọn, không thể làm gì được nữa, chỉ có cắt đi. Không chỉ gia đình ông Niêm, mà toàn bộ số đào của 10 hộ khác trong làng cũng bị kẻ gian phá hại vào đêm 17 tháng 1. Những cây đào bị phá hoại đều sắp được bán ra thị trường với giá dao động từ 1 triệu đến vài triệu đồng. Cá biệt, có những gốc đào thế, trồng và chăm sóc tỉ mỉ, giá có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 700 triệu đồng. Gia đình nhà tôi thiệt hại mất 15 cây đào rừng, trị giá có những cây lên đến 10 triệu, có cây 7-8 triệu thì nói chung là nó cũng rơi vào tầm hơn 100 triệu thôi. Đấy thì còn những có những hàng xóm thì người ta thiệt hại có nặng nề quá, người ta mất cả không được thu nữa. Cây 5 năm người ta gây dựng mà bây giờ nó đến nó chặt cụt hết. Khách hàng người ta mà đã đặt rồi mà bây giờ phải trả lại tiền toàn bộ, đền bù quá là lớn. Có thể nói, hành vi phá hoại đào Tết không chỉ gây thiệt hại về kinh tế của người dân mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự khu vực nông thôn hiện nay. Vâng, và ngay sau khi phát hiện sự việc trên thì các hộ dân ở phường Đình Bảng đã trình báo chính quyền địa phương. Hiện thì cơ quan chức năng thị xã Từ Sơn cũng đã tiến hành thống kê thiệt hại vào cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm tàn phá hàng trăm gốc đào của người dân nơi đây.